đầm màu tù lốt. Nó lại quét lại nó quét lại toàn bộ project, nạp dữ liệu từ file NRV, nạp dữ liệu của những cái class mới vào trong cái file autoload. PHP artisan make migration create post table trừ trừ create bằng post. Ok. Đây không? Được chưa? Xong, bây giờ vào trong bảng post của chúng ta sẽ có là table này. String là title, tiêu đề bài viết đúng không? Sau đó chúng ta có table cho đến text bằng short dsc, table cho đến text nữa là content, table cho đến integer. Integer đây là cột get id. Một bài viết sẽ thuộc về một cái category nào đấy. Table cho đến string là author là tác giả. Tiếp theo table cho đến views, lượt view đấy. Đây là integer nữa. Đây là lượt view. Được chưa? Thằng lượt view này sẽ default value bằng 0. Thì chúng ta sẽ có default bằng 0. Author này có được phép null không? Cứ cho là 0 nhá. Get có không? Không được null. Content không được null. Short description cho nó null đi. Chúng ta có nullable. Đó. Đấy là những cái config của chúng ta cho cái bảng post này. Thì chúng ta sẽ migrate nó ra. PHP artisan migrate. Tôi quay lại rồi. Đây, nếu mà không theo dõi kịp ghi lấy vỏ ra mà ghi vào. Có không hiểu cái đoạn nào trong này không? Đây là tạo ra cột tên là ID, kiểu dữ liệu integer và auto increment và primary key thôi. Đây là tạo ra một cột tên là title, kiểu dữ liệu là ba trang, một dài là 255. Sort description kiểu dữ liệu là text được phép null và tất cả những thằng không có nullable là không được phép null nhá. Tiếp theo là content là kiểu dữ liệu là text luôn. Kiểu dữ liệu là số nguyên cái ID. Kiểu dữ liệu là ba cha 255 order. Kiểu dữ liệu là số nguyên lượt view giá trị mặc định là không. Và có thêm hai cái cột là phép tự ẩn và phép tự ẩn. Được để null. Được chưa? Xong, bây giờ tạo ra cái seeder cho nó. PHP artisan make seeder post table seeder. Enter xuống. Xong. Đúng rồi. Bom. Chúng ta nhìn thấy post table seeder trong cái thư mục là database này, seeder này, post table seeder đúng không? Và chúng ta code ở trong cái phần run này. Thì chúng ta để ý, chúng ta sẽ có dữ liệu và chúng ta sẽ phải sử dụng thằng xong nhận xong đến đây chưa? Tiếp nha. Chúng ta sẽ sử dụng cái thằng faker, thì chúng ta search Laravel faker. Đó là Janitot
Ranjani nốt tổ cái gì gì đấy, faker đây này. Đó. Thì đây là phần cài đặt và sử dụng. Đây là cài đặt thì chúng ta có sẵn rồi. Trong Laravel chúng ta có sẵn rồi, chúng ta không phải cài nữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ có cái use faker sược faker trong này. Nó có thư viện sẵn mà. Trong Laravel đã có sẵn rồi. Các bạn có thể xuống vendor. Chữ faker ấy. Chẳng nhớ. Để xem trong cái file composer gì sẵn có không. Đây này. Nó có sẵn rồi. Được chưa? Cho nên chúng ta được phép dùng. Tiếp tục, chúng ta sẽ có một cái biến là faker bằng và cái này này. Faker factory create. Faker factory create. Sau đó chúng ta muốn thêm vào trong cơ sở dữ liệu của chúng ta khoảng 100 bản ghi đúng không? 100 bài viết chẳng hạn. Chúng ta sẽ có những cái gì? Chúng ta có vòng lọc for đô la y bằng 0, y nhỏ hơn 100, y cộng cộng để cho nó chạy 100 lần. Sau đó ở trong này chúng ta sẽ có cái biến là biến post bằng một cái mảng. Ở trong này cái mảng của chúng ta là có cái tiêu đề đúng không? Title. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem thằng faker này lấy ra cái tiêu đề real text. Các bạn thấy không? Real text. Chúng ta copy nguyên cái mớ này vào. Thì chúng ta sẽ có là $faker trỏ đến hàm real text max tra bằng 2 index là 1. Tức là cái câu hội thoại đây này, các bạn nhìn này. Đây là một câu. Và đây là một câu nữa. Đằng sau này. Đây. Đây câu này mới là đúng. Thấy không? Thì đấy cái index sai. Tiếp theo, chúng ta có gì nữa? Bảng post, chúng ta có short description đúng không? Chúng ta lại có real text nữa. DSC. Lại faker real text, nhưng mà chúng ta sẽ thay nó bằng 2. Hai câu hai dòng, nó là hai dòng. Nhá. Đến cái gì nữa? Content lại real text. Nó sẽ lấy một cái template, một cái đoạn text ngẫu nhiên nó đẩy về cho mình. Content faker real text, đây ví dụ 5 dòng chẳng hạn. Đây là 500 từ, 5 dòng. Tiếp theo là thằng get ID đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái get ID bằng random từ 1 cho đến mấy? Không phải 100. Run get ID là cái danh mục ấy, chúng ta phải xem trong cơ sở dữ liệu của mình hiện đang có mấy danh mục. 5 thì mình sẽ là random từ 1 đến 5. Thì mới đúng. 1.5. Tiếp theo đến author đúng không? Thì mình sẽ bằng cái faker trỏ đến name, tên người luôn. Nó tự động nó sinh ra luôn. Ví dụ trên này các bạn sẽ nhìn thấy đây này. Đây này. Faker name, nó ra cái text là Lucy cái gì gì đấy tôi cũng chẳng đọc được. Hết chưa? View thì không phải điền nữa. Default rồi. Có vậy thôi. Thì nó sẽ tự động insert vào 100 lần. Thì bây giờ chúng ta cần phải insert DB 2.2. table tên là post. Và chúng ta tiến hành insert cái biến là post vào đây.
nó. Nó thích chụp copy. Và chúng ta PHP artisan db 2.sheet cách trừ trừ class bằng postable sheet. Đang chạy đấy. Ôi lỗi. Faker factory not found. Sai đâu nhỉ? Không. Tự coi lại. Laravel. Laravel faker example. Chẳng cần phải use cái gì luôn ấy. Faker factory 2.2.create à? Đúng rồi. Undefined variable post. À đây. Chúng ta không có cái chữ này. Nó là cái biến post này chúng ta không có SC. Cho nên chúng nó sẽ báo lỗi. Bây giờ chúng ta chạy lại. Bỏ cái SC ở cuối đi. Ôi giời ơi. Không phải, các bạn để ý này. String data gặp lỗi như này là tốt này. Để sau này các bạn có biết fix. String data này. Data too long. Là cái dữ liệu insert vào trong cái cột title này dài quá. Nó lớn hơn 255 ký tự với sao ấy. À, tôi để bao nhiêu? 200. Nếu mà tính ra chúng ta chỉ để khoảng 100 ký tự thôi là được không? Bởi vì maximum của chúng ta hôm trước chúng ta vừa sửa là 191. Đúng không? Xong. Bây giờ kiểm tra trong cơ sở dữ liệu bảng post. Đúng 100 bản ghi không? Kết nó cũng random luôn này. Nó chia rất đều cho chúng ta. Đây là tiêu đề, đây là nội, đây là title, đây là short description. Được chưa? Hả? Ờ, không cần phải cứ thế xài. Được chưa? Đấy là tác dụng của thằng Faker này. Xong phần seeder. Hôm nay chúng ta sẽ học xong một phần mới. Đó là phần eloquent. Thế này nó gọi nó sẽ cái eloquent này nó là một phương pháp giúp tương tác với cơ sở dữ liệu. Yeah. Ở trong Laravel chúng ta có hai phương pháp giúp tương tác với cơ sở dữ liệu. Cách thứ nhất là eloquent. Cách thứ hai là query builder. Query builder chính là cái vừa rồi chúng ta dùng. Đây gọi là query builder. Đây này, đây gọi là query builder. Cách thứ hai đó là yêu cầu. Nó giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu dễ hơn so với những thằng cái này, cốt ngắn hơn. Ví dụ như sau. Để tương tác với eloquent được thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái thứ gọi là model. Thì chúng ta có câu lệnh tạo model như sau. PHP artisan make 2.model. Cách chúng ta vừa có bảng post đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ make model là post. Xong. Thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ tạo cho chúng ta một cái file tên là post.php ở trong cái thư mục app luôn. Đây. Yeah. Các bạn nhìn thấy nó kế thừa cái eloquent model. Nhá. Đấy nó là cái model ở trong cái cơ sở dữ liệu. Bây giờ để cho cái
để cho cái model này đại diện cho một bảng cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ có là protected public dollar table bằng post. Nó đại diện cho bảng nào thì chúng ta viết cái public table bằng post bằng cái tên cái bảng đấy. Giống hệt PP2 đúng không? Rồi bây giờ chúng ta mở cái web ra, web.php ra để chúng ta có cái URL truy cập vào. Chúng ta sẽ tạo ra thêm cho tôi một cái biến là biến một cái round ...get. Đây là post thì chúng ta xử lý function ở đây. Chúng ta coi nhá. Chúng ta có cái list post bằng app sược post, tức là gọi đến cái đối tượng là post của chúng ta đúng không? 2.2.on và chúng ta echo ra đây là đóng mở ngoặc pre và vadam ở dd đi. Dd ra cái biến là list post. Bây giờ chúng ta coi cái kết quả nó ra cái gì nhá. Localhost 8000 sược post. Nó ra một cái collection bằng bao nhiêu? 100. Bằng đúng cái số lượng bản ghi ở trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Ủa, cái này sao không bung ra nhỉ? Dài quá. Nó nhiều quá, nó không bung ra được. Như bình thường ấy, ít là nó ở cái phần attribute này, nó sẽ sổ ra những cái bảng ghi cũng như là những cái thuộc tính giá trị của nó, của cái đối tượng đang được chọn. Nhưng mà ít ra chúng ta biết được ở đây là chúng ta có bao nhiêu? 100 bảng ghi. Thì chúng ta nhớ tôi là cái hàm 2.2.on, hàm đầu tiên chúng ta học là hàm 2.2.on trong video quần. Nó là lấy toàn bộ data trong bảng của ta. Ghi này là thế. Bây giờ tôi chỉ muốn lấy một số lượng nào đấy thôi, không muốn lấy nhiều. Thì tôi sẽ cần phải có cái câu lệnh where đúng không? Ví dụ select sao from product from post where get ID bằng 1 chẳng hạn. Nếu chúng ta ở trong bảng post chúng ta có cái cột get ID đúng không? Bây giờ tôi sẽ lựa ra lấy những cái sản phẩm có get ID bằng 1. Thì tôi có cái gì? App 2.2. App sược post 2.2.where. Ở đây có 3 tham số. Tham số thứ nhất là tên cột, chúng ta có kết gạch dưới ID. Tham số thứ hai là phép so sánh, ở đây chúng ta có phép so sánh bằng. Tham số thứ ba là giá trị, ở đây chúng ta kiếm tất cả những cái sản phẩm có những cái bài viết có tên có kết ID bằng 5. Sau đó chúng ta thực hiện là get. Thì tôi mô tả lại y xịt mà thì học một lượt thẳng từ VP2 lên VP3 học đến ILO quần cực dễ. Không nhỉ? Cái app này nó là cái namespace và cái này là tên model. Thì có thể trong này chúng ta không require cái gì không? Đó. Thì chúng ta phải sử dụng cái namespace nó như thế này. Reload. Chúng ta thấy còn 16 cái đúng không? Bung ra. Đấy, ít thì nó ra được như này này. Lúc nãy nhiều nó không ra được. Nhá. Chúng ta thấy từng cái của chúng ta nhìn thấy là có ID, ví dụ con này là 3, tiêu đề bằng cái này, short description bằng cái đoạn này, content bằng cái này, viết ID bằng 5 này, author bằng cái này, view không, related new, updated new. Các thằng khác cũng thế. Các bạn hoàn toàn có thể là bung nó ra để xem nó như nào. Được chưa? Thì đấy là cái tác dụng của eloquent, giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu cực kỳ ngắn. Chỉ thường là chỉ 1 đến 2 câu lệnh là xong rồi. Không có làm nhiều. Hiểu ý lô quân thế nhỉ?
Bây giờ tôi sẽ giải thích chi tiết hơn. Chúng ta vào trong laravel.com doc 5.5 và search cho tôi từ eloquent. Đây, eloquent. Ủa? Đây, eloquent ORM getting started này. Thì chúng ta có ở đây là đầu tiên, nó giới thiệu luôn là định nghĩa một cái model. Thì chúng ta có thể sinh ra model bằng câu lệnh là php artisan make 2.model cách tên model. Đây là tên cái lớp mà chúng nó sẽ đại diện cái bậc tảng cơ sở dữ liệu của chúng ta. Tiếp theo, để model của chúng ta đại diện cho một bảng nào đấy thì chúng ta có thuộc tính là protected hoặc public dollar table bằng tên bảng. Bây giờ đây là bước thứ hai config. Tiếp theo, chúng ta nhìn lên trong cái cột, trong cái bảng user này, chúng ta để ý ở cuối nó có cái created as, updated as, đúng không? Được chưa? Thì cái này này, mặc định là khi chúng ta insert hoặc update dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu này thì nó sẽ tự động insert cho hai cái cột này. Nó tự động luôn. Chứ chúng không cần chúng ta phải chủ động insert bằng tay làm, nó tự insert khi mà chúng ta insert bằng yêu cầu. Nhưng có những cái bảng các bạn tạo ra các bạn không thích có hai cột này. Có chứ. Có những cái bảng các bạn không thích tạo ra hai cột này trong cơ sở dữ liệu. Nhưng mà khi insert hoặc update vào thì cái yêu cầu này nó tự động nó insert thêm hai cột này, cho nên là nó sẽ bị lỗi. Được chưa? Nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Thì chúng ta nếu mà trong cái bảng mà đại diện, trong cái bảng mà mô đồ này đại diện này nó không có hai cột cần create cẩn thận và update cẩn thận thì chúng ta phải thêm cái đoạn này vào xuống. Public timestamp và false thì nó sẽ không insert hai cột là update cẩn thận và create cẩn thận. Được chưa? Nốt vào. Không là cái lỗi này là gặp rất là nhiều. Các bạn phải để ý. Rồi, đây. Phần tiếp theo là phần lấy dữ liệu ra ngoài. Thì chúng ta có hàm đầu tiên là hàm 2 chấm hay ở chấm all. Là hàm này nó giúp chúng ta lấy toàn bộ dữ liệu ở trong cái bảng đấy ra ngoài. Cứ có dữ liệu là lấy. Được chưa nhỉ? Tiếp theo nữa, chúng ta có câu lệnh where. Cái gì? Đó. Chúng ta có câu lệnh tiếp theo là 2.2.where. Câu lệnh này, câu lệnh ở trên bảng, ở trên slide, nó là ý nghĩa là gì này? Tương tự như này. Select sound from flies. What fly? Tôi chẳng biết được đúng không? Fly là cái này. Chúng ta nhìn thấy 2.2.where đúng không? Where active bằng 1. Được chưa? Active bằng 1. Nếu chúng ta chỉ truyền vào trong cái where này hai tham số thì tự động cái phép so sánh nó sẽ được xếp bằng 1 và là phép so sánh hàng trở đến 8. Còn nếu chúng ta truyền vào ba tham số thì cái tham số thứ hai nó chính là cái phép so sánh. Được chưa? Nếu mà ở đây chúng ta sẽ có là câu lệnh là select sound from line where name line chung chẳng hạn, chúng ta sẽ làm sử dụng là cái 2.2.where ví dụ và name phẩy line phẩy %% x chẳng hạn. Đấy, nó sẽ là như thế này. Nếu là tham, nếu mà có ba tham số thì tham số thứ hai đó chính là cái phép so sánh, phép so sánh của điều kiện. Tiếp theo, chúng ta có cái gì? Order by. Thì chúng ta sẽ biết tiếp vào đây là Order by name DESC. Order by là sắp xếp dựa trên cái cột nào đấy đúng không? Order by name DESC tức là sao? Nó là sắp xếp là ngược lại là từ X và từ các ly chung Y, X sau đó đến là A, sau đấy là số, số rồi đến cuối cùng. Cái
ABC này thì nó sẽ tự động sắp xếp theo chiều xuôi là chiều AC. Tiếp theo tích cộng với một số nào đấy đúng không, thì nó tương đương với câu lệnh là limit. Limit tức là nó chỉ lấy 10 bảng nghi đầu tiên thôi, được chưa? Nó lấy 10 bảng nghi đầu tiên rồi nó bỏ 3 bảng một bên phía sau, xong chưa? Tiếp tục này, chúng ta có cái get, chọn đến get. Và đây là từ thế là where này đến từ là take này, và nó sẽ hình thành cho chúng ta cái câu lệnh select để limit. Và cái hàm get ấy, mới là cái hàm dự thi câu lệnh này với cơ sở dữ liệu quản lý dữ liệu ra ngoài. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của hàm get. Không có hàm get thì các bạn không lấy được dữ liệu ra ngoài đâu. Cho nên phải lưu ý. Nếu mà đang có where thì phải có get. Thế nên sao được? Nó giấu kỹ là nó không character như mình đâu. Được chưa? Đấy là cái giải thích ý nghĩa của cái where này. Thế trong trường hợp nếu mà chúng ta vẫn sử dụng where nhưng mà chúng ta có thêm em. Em có cái điều kiện là nên like %, a như này, sau đó mới đến order thì lại như thế nào? Chúng ta biết tiếp như sau, hai tức là 2.2.que. Riêng khi điều kiện em, các bạn lưu ý ở trong Laravel đi, riêng khi điều kiện em này chúng ta sẽ có que mở ngoặc này làm cái mạng, được chưa? Trong đó điều kiện đầu tiên là active bằng 1 mà, thì là 1 active phẩy 1. Cái đầu tiên. Điều kiện thứ hai là nên like %, đúng không? Bạn một bảng nữa, nên phải like phải %, a %. Đây là đóng cái ngọt a, được chưa? Đây là phép em, where em thì nó sẽ là viết như này chứ không có trỏ đến em where đâu chúng ta. Rồi từ từ. Đây là anywhere nha, anywhere. Bao nhiêu phép an thì bằng đấy tái nhỉ. Được chưa? Bao nhiêu điều kiện thì bằng đấy đi mạng con phải không? Nếu chúng ta thay cái an này bằng cái or thì chúng ta sẽ có như sau. Hai chấm where điều kiện một, được chưa? Trỏ đấy or where điều kiện hai, sau đó trỏ đến get như này. Đây là cái or where, được chưa nhỉ? Đây là all where. Và các bạn lưu ý khi mà các bạn đã có cứ có cái đuôi như này, các bạn lưu ý thôi nhé, cứ có cái đuôi là trỏ đến get, trỏ đến destination thì cái này hai cái này nó trả cho chúng ta là mạng collection, tương đương với một cái mạng, được chưa? Nó tương đương với một cái mạng chứa rất là nhiều vật dụng trong đây. Nếu mà không câu lệnh select của chúng ta không trả làm gì, nó sẽ trả chúng ta cái mảng rộng. Nhân đây là nó cái kiểu dữ liệu của nó trả là collection hay gọi là mảng. Và khi mà chúng ta có những cái query này, à cái này còn có 2.2.all nữa. Khi mà chúng ta có những này first 2.2.file nghe này, thì cái này nó trỏ là chúng ta một object, một đối tượng để đẩy ra ngoài. Được chưa? Lưu ý. Tiếp theo đến cái câu lệnh file or fail thì nó là cái gì? Các bạn nhìn thấy hàm file nó chuyển được cái gì đấy? Một con số đúng không? Cái hàm 2.2.file có ý nghĩa như sau.
cái hàm to này sẽ có ý nghĩa là select sao from table where id bằng bằng cái giá trị của người ta điền vào trong cái hàm bằng bằng x chẳng hạn. Và cái hàm file này 2.2.file thì nó sẽ trả cho chúng ta là object. Còn cái hàm là 2.2.file or fail thì nó trả cho chúng ta object hoặc fail. Còn cái hàm file này file không là nếu không trả không tìm thấy gì thì nó trả là object hoặc là null. Đây là hai cái tính khác nhau chúng ta phải lưu ý. Tiếp theo là chúng ta có câu lệnh là ví dụ select sao from cái gì x điều kiện nào đấy, when điều kiện. Nhưng mà chúng ta chỉ muốn lấy ra thằng đầu tiên để hiển thị thôi thì chúng ta sẽ có là trỏ đến là first, nó cũng trỏ ra object mà không trỏ không lấy được thì nó trả thành null. Và nếu mà chúng ta có trỏ đến là first or fail thì nó sẽ lại giống như cái này, giống như file or fail và trả về một object hoặc là trả về fail. Đấy là cái dữ liệu nó trả ra. Tiếp theo chúng ta có thể ngoài cái file chúng ta tải trả có thể là đưa đến một cái đối tượng bằng một cái số hoặc chúng ta có thể đưa đến một cái mảng. Chúng ta nhìn cái hàm này này, các bạn nghĩ hàm này sẽ trả chúng ta cái gì? Hàm gì vậy? File nhận vào trong một cái mảng thì trả ra là một cái collection, tức là một cái mảng chứa những cái phần tử có id bằng 1, 2, 3 nếu có. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có hàm cao, tức là select cao sao from câu lệnh nào đấy. Được chưa? Nó sẽ trả cái hàm cao nếu trả chúng ta một con số. Select cao sao from và nó trả chúng ta một con số. Ví dụ tôi muốn lấy ra toàn bộ cái số lượng bản ghi thỏa mãn điều kiện kết bằng 5. Nhức đầu quá. Trỏ đến cao. Đây. Chúng ta xem cái DD cái list post này bằng bao nhiêu nhá. Bằng con số 16. Tôi kiểm tra cái số phần tử của thuộc về kết ID bằng 1 bằng 21. Được chưa? Thì đấy là cái tác dụng của cao. Chúng ta còn có cả cái hàm là hàm ví dụ như hàm max, hàm avg, hàm gì đấy thì đều có thể là lấy ra được. Ví dụ như ở trong này chúng ta muốn lấy ra cái đây nhá, câu lệnh của chúng ta là kết bằng 1 đúng không? Lấy ra bài viết cuối cùng, tức là có cái ID cao nhất ở trong cái các cái bài viết thuộc về cái danh mục số 1 thì chúng ta sẽ viết là where get ID bằng 1 max, tên cột là cột ID. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó làm con số là bài 98. Các bạn thử kiểm tra bài số 98 nhé. Bài số 98 đây. Kết ID bằng mấy? Phía sau nó làm gì còn đứa nào bằng kết ID bằng 1 nữa đúng không? Nên là nó có cái số ID lớn nhất. Được chưa? Thì đấy là cái hàm max. AVG cũng có, hoặc là cái gì đấy cũng có hết. Được chưa nhỉ? Bây giờ bài tập như sau. Các bạn tìm hiểu trong cái eloquent và lấy ra cho tôi bài viết có chứa trong cái title ấy, có chứa chữ gì bây giờ? Coi. Có chứa chữ Alice. Có chứa chữ Alice.
Alice. Thế thôi. Tạm biệt. Đây, tôi sẽ đẩy code lên trên nhá. Toàn lấy về cho nó nhanh. Mà có nhìn thấy không ăn quả vặt kìa. Đẩy lên rồi đấy, các bạn lấy cho tôi đi. Bằng câu lệnh gì? Không thì bây giờ chưa làm được thì đọc cho tôi. Bằng câu lệnh gì? Lấy ra tất cả các bài viết trong tiêu đề có chứa chữ Alice. Tiêu. Thử có làm không? Làm cái này. Mày xem lại đi, lab đâu? Hả? Không làm được mấy cái này, xác định học lại không luôn nhá. Không có chuyển qua đâu. Thêm sửa xóa dữ liệu thì thấy là đề thi mà nó không làm được thì thôi thì. Đây á, title bằng có chứa nhá. Thầy học cực kỳ dốt SQL đúng không? Có chứa là like. Được chưa? Like. Và phải là %, hai đầu. %, và trong này chữ Alice. Get. Ta đề đề ra cái list này. À quên nhầm, bỏ cái ID đi. Ba mươi chín cái rồi. Cái đầu tiên nhá. Chữ Alice đây ngay đầu tiên này, đây đúng không? Tôi copy. Tôi bùng cái tiếp theo ra. Thấy không? Đây, Alice ngay đầu này. Tận 39 cái rồi, nhiều lắm. Đây, Alice này. Được chưa? Nó cực kỳ nhiều. Đây là đáp án. Nào, kéo về mà làm đi. Còn định chờ đợi đi con rồi nữa. Không nhá, làm luôn trên lớp mà không ăn ai nhá. Về nhà xem video. Làm luôn, còn không thì nghỉ, không dạy nữa. Đúng rồi, cái sớt mình làm như này. Hả? Phải nào?
Seed ấy à? Câu lệnh à? Seeder, đọc là seeder. Cái làm gì ấy? Ra cửa sổ suy nghĩ sự đời ạ? Cốt đi lấy dân với máy không cốt thì máy mới qua được môn này. Hỏi đi sao thằng nào chẳng bị chửi.
Xong chưa? Xong chưa? Tiếp tục này. Nào, tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ hiển thị ra ngoài màn hình dữ liệu này, xong chưa? Thì chúng ta sẽ return view. Cái này cũng mới nha. Cái này cũng là mới này. Return view. Nhớ, ở trong cái hàm function ở cái round này, và sau này nó sẽ là chuyển thành cái hàm ở trong controller đó. Cứ cái nào return view thì các ông cứ biết đấy là hiển thị ra ngoài màn hình, và tìm đến một cái file nằm ở trong này, không cần phải biết nhiều, thì research view đấy, tìm trong này chưa? Cứ vào view mà tìm tên đúng y xịt kẹt, thêm mỗi chấm blade chấm pp thế thôi. Thử giống này, đây này, đây là post post trừ list chấm blade chấm pp. Đây là potlit đúng không? Được chưa? Đây là hùng LQ. Được chưa? Thì ở đây tôi trả ra cái view là hùng potlit nhá, thì là post trừ list. Có thế thôi. Được chưa? Test này. Đúng hùng LQ không? Tên file nó như thế nào thì các ông cứ vào trong cái thư mục view này các ông tìm. Nó là chỗ xử lý. Được chưa?
Tiếp tục nhá. Bây giờ hiển, đây là bây giờ hiển thị dữ liệu từ cái truyền từ cái chỗ này ra ngoài cái view để xử lý này. Thì chúng ta có cái compact cái biến listPost này. Ở đây. Cứ dùng compact cho thôi. Copy. Ở trong cái post list này thì cái cú pháp để chạy qua từng phần tử của nó hơi khác. Thì ở trong này chúng ta có cái table có th, có là id này name này, title short description này. Vậy đã, trong cái t3d này muốn thực hiện vòng for thì chúng ta có cái a còng for each, cái biến listPost s post kết thúc vòng for thì chúng ta a còng n for each, chưa? Và cuối cùng trong này chúng ta sẽ có là cái td đầu tiên, đây là câu lệnh echo bằng post trỏ đến id, tiếp theo post trỏ đến title, post trỏ đến short dsc. Chẳng có cái gì khó. Chưa cái gì đấy. Yên tâm, buổi sau sẽ được học chi tiết về thằng Vim này, thằng Lê Vim này. Chưa có chưa tham được cái đổ. Dạ. Đấy là cái hiển thị kia đi. Có cần xem lại cái file xử lý logic kia không? Đây. Bây giờ sang bên kia nhá. Cái này bắt đầu là tên bộ. Các bạn tìm thấy.
Nó là của nó, nó giống như tôi dạy mà. Chính mà cái này là chỉ dùng cái này thôi. Trong cái model có cái xong chưa? Thế giờ chúng ta để ý này, tôi để bên cạnh cái title này nhá, nó sẽ có một cái là case name, tức là tên danh mục mà cái bài viết này thuộc về, đúng không? Thì chúng ta để ý này, bây giờ nếu mà chúng ta để thẳng ra ngoài này là case ID thì nó sẽ là con số, đúng không? Nó là một con số, người dùng đếch hiểu gì cả, đúng không? Hiểu làm sao được? Số này em biết được cái danh mục, tên danh mục nó là cái gì? Thì chúng ta sẽ phải làm như sau này, các bạn để ý này. Bây giờ là nó là một trong những cái ứng dụng ở trong cái hướng đối tượng của mình. Thì ở trong post đúng không? Chúng ta tạo một cái hàm mới, post public function get get on on cái gì mày chẳng biết cái gì cả. Thì chúng ta sẽ có như sau này. Get bằng hoặc là get 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 bằng kết. Ủa chưa có mô đồ kết à? Rồi ok, chúng ta chưa có mô đồ kết category, cho nên tôi sẽ tạo ra một cái mô đồ category. Sao chạy lâu vậy? Đây là category rồi. Protected dollar table bằng categories. Xong. Bây giờ cái post này kết bằng category 2.2. file $this trở đến kết ID chấm phẩy. Chúng ta tiến hành return để biến kết. Tức là khi mà một thằng bài viết nào đấy gọi đến cái hàm get kết này của nó ấy, thì nó sẽ lấy ra cái đối tượng category mà cái thằng bài viết này thuộc về. Không, hai thằng này cùng chung namespace nên không cần phải dùng namespace ở đây. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có như sau. Ở đây là get ID đúng không? Thì chúng ta sẽ có là get get bóng ở ngoặc trỏ đến name. Nhá. Đời sống bóng đá các thứ kiểu đây là ứng dụng của hướng đối tượng vào trong cái project của mình. Đây cũng là sử dụng Eloquent đúng không? Đây. Cũng sử dụng Eloquent đúng không? Thằng kia chán. Thế hiểu gì chán. Mày có được học cái này đâu. Thế bảo sao là chán. Mày đi mày học lại TP hàng ngày. Mày lại đứt không? Chỉ chán. Nhìn chán. Ngày xưa học cái web khác. Thế không biết. Ngày xưa thì web không có gì. Thôi được rồi. Đang quay không nói xấu giảng viên. Rồi tiếp tục này. Xong chưa? Đấy. Bây giờ tôi phân trang nha, nhìn tôi phân trang này. Trong Laravel chúng ta phân trang cực kỳ dễ. Phân trang này, pagination này. Bây giờ chúng ta cứ que này nhá. Tôi phân trang. Tôi thay cái chữ get này bằng pagination. Pagination. Đấy, nếu đọc trong Việt Nam hóa tiếng Anh giống như các ông gọi là paginate. Được chưa? Paginate cộng với số phần tử sẽ được hiển thị ra trong một trang. Ví dụ mỗi một trang thì chỉ người mới biết thôi.
mình sẽ biết vào đây là số 10. À, tức là cái ghép phải là hết không? Ừ. Mỗi trang nó phân trang thì mỗi trang lấy 10 phần tử. Tự động chia luôn. Đếm nhau có đủ 10 không Lê Hùng? Thấy chưa? Bây giờ tôi bỏ cái, tôi lấy, tôi muốn lấy hết ra nhưng tôi vẫn phân trang 100 cái đúng không? Thì là tôi sẽ có 10 trang đúng không? Đây, tôi chỉ cần 2.2. Pestinet 10, cái này xong. Có đúng 10 không? Đếm này cho dễ. Next sang trang nhá. Next sang trang này. Ở đây, ở cuối con đường chúng ta sẽ có là cái echo list page, à, list spot trỏ đến link đóng mở ngoặc link SE. Coi này, thấy cuối con đường nhá, trang 2 này có vẻ từ 11 đến 20 không, trang 3 này 21 đến 23 này, 21 đến 30 này, trang 10 này từ 91 đến 100, còn lại chỉ là CSS thôi đúng không? Thấy chưa? Đấy, phân trang trong Laravel cực kỳ đơn giản. Chẳng có cái gì. Làm gì mà cắt nước thế? Bình tĩnh mà uống em ạ. Không nát đâu. Các bạn nếu mà muốn xem chi tiết hơn về cái installation thì một là chờ tôi dạy đến phần đấy chi tiết, hai là vào trong phần Laravel yêu quyền để biết gì hết đọc thêm, có một vài phần nữa. Đùa ấy, cái này dùng không quen. Cần, gì cần, muốn làm gì? Cần trôi lúc nào đây? Đây. Làm gì ạ? Em xem lại rồi. Hả? Bảng danh mục. Lúc nãy tôi sitting ngay đầu rồi. Nhớ. Đi mày đi ra chỗ khác đi. Đi ra. Mày làm gì? Xem lại cái cách lấy link cái gì đâu. Cái file category CD seeder gì? Đây này. Tôi có category seeder này. Đúng chưa? Đây, sau hồi đây, sau hồi đã hãy điền vào bảng gì đấy. Đây nhá, để thích lại này. Ở cái đoạn này đúng không? Ở cái đoạn này đúng không? Rồi, đây nhá. Phần nào? Đây á? Đây à? Faker. Đây là nội dung của bảng post. Bảng post lúc đầu mình phải cơ ra 100 bài viết cơ mà. Đó. Nó tự sinh ra. Đây này, thể hiện nhá. Cái short description này đúng không? Short description này nó thì ở lúc đầu mình faker này, bạn để ý này. Post table seeder này. Đây là cái, có phải là cái short description không? Đấy. Faker retake 100 bản ghi, tôi faker 100 lần. Thì nó chẳng có dữ liệu. Chưa? Sao? Mày cười gì? Hai thằng uống sữa của nhau à? Bạc gì?
lên GitHub của tôi mà lấy. Eloquent cũng thuộc về Eloquent luôn. Search vào tài liệu nó mà search. Không biết, đọc đi. Tài liệu của nó search chữ bắt và page name của bạn. Không nhờ. Mày có làm gì đâu mà xong được. Chữ 1 đi nha. Chữ 1 nào. Điền số vào đây, chữ 1 thì nó không có trang. Nó không có danh mục trang. Nó là danh mục gốc. Có như thằng này là có danh mục trang là thằng thể thao này. Đời sống có danh mục trang là xã hội này. Được chưa? Này thôi nhỉ. Chưa học nữa chắc tẩu hỏa nhập ma mất. Nhìn cái ông ngây lắm á. Hả? Ừ, ngây là chuyện bình thường mà. Gì nữa? View á? Đây đúng không? Cái gì? Chẳng có gì nát. Mấy hôm nay nói chuyện buồn cười. Kết kết này đúng không? Đừng nghĩ là viết đoạn đấy vào mà phải nghĩ là cái đoạn này chạy như thế nào thì không mới làm được, chứ còn không còn lâu mới làm được. Là không được. Đoạn này thì đoạn làm sao ra cho đời sống xã hội đi. Rồi nhá. Ở cái giao diện này mình chạy vào từng cái đấy, từng cái phần đường ở trong cái list mode này, mà list mode lúc này nó làm connection. Nhưng mà cứ cho nó một cái mạng đi. Cái mạng các phần đường trong mạng là đối tượng gì? Đối tượng gì? Và đọc lại nhá. Đó. Đây collection này. Là đối tượng gì? Post đúng không? Rồi. Thì mình sẽ dùng khi mà truyền ra ngoài màn hình thì mình sẽ for x cái mảng kia. Sau đó mình sẽ có là mỗi một cái post này là một phần tử ở trong cái list post tương đương với một cái đối tượng là post đúng không? Nhá. Tiếp theo này. Chạy vào phần tử thứ nhất. Chạy vào phần tử thứ nhất.
chạy vòng lặp, chạy vòng đầu tiên, chạy đến phần tử nhất, ai đi một đúng không? Nó sẽ gọi cái phần tử của ai đi số một đấy sẽ gọi đến hàng ghép kết của chính nó, được chưa? Của chính nó đấy. Của chính nó. Sau đó thì sao? Nó sẽ chạy vào cái hàm này. Chạy vào cái hàm này. Hàm này sẽ gọi, sẽ lấy ra một cái thực thi câu lệnh là category file, đúng không? Thì là lấy một phần tử từ cái đối tượng danh mục ra, thỏa mãn cái ID bằng bằng cái cụm từ kết ID của đối tượng đang nằm trong một phòng đang được xét, và trả cái giá cho biến kết tiếp. Sau đó mình cơ biến kết, tức là ở đây nó sẽ trả phần năm đối tượng của dạng category, thỏa mãn điều kiện là bằng cái ID, bằng cái bằng kết ID của phần tử đang được xử lý, đang được so đến ở trong một lọc. Cái thằng đang được xử lý ấy, bởi vì nó chạy nhanh quá chúng ta không xử lý được thôi. Đây nhá, tôi dừng lại, tôi xem cho dừng lại cho các bạn xem là cái kết ID là cái gì nhá. This chọn đi. Bằng mấy đây? Đúng không? Được chưa? Đây nhá, đây là ID bằng 1 này. Bây giờ tôi dừng lại khi ID bằng 2 nhá, if đô la this trở đến ID bằng 2 thì DD là cái this case ID. Nó chạy qua vòng đầu tiên là ID bằng 1 đúng không? Nó chạy qua bởi vì ID nó khác 2, nó chạy qua phần 1 thì nó sẽ hiển thị ở đây là cái chữ gì gì đấy. Sau đó đến vòng 2 nó sẽ lại hiển thị đến đây và dừng lại ở đây là con số. Thấy không? Đời sống này, đây là con số. Đúng là có đúng là nó chạy của từng cái một không? Được chưa? Vòng for đến đâu nó gọi cái hàm get kết đến đấy và lấy được đối tượng tên. Tất nhiên chúng ta không hình dung ra được cái luồng dữ liệu code nó chạy như nào sao mà hiểu được. Giờ dạy lại những cái đấy rất là khó, giờ chỉ cần nhớ là biết cách dùng là được rồi. Mày bây giờ vẫn ngu thế đúng không? À, tức là phải làm nhiều đi thì mới khôn ra đúng không? Ờ, à, thế đấy, thì làm đi. Người đi trước đã nói lại rồi đấy. Đấy, nó ra được như thế này. Làm đi, thực hành đi, thực hành trên các bảng khác nhau thì các bạn mới khá lên được. Bây giờ tôi đẩy code lên nhá. Chuẩn bị phải nộp assignment. Assignment này cũng không cần gì nhiều, nó chỉ cần nó ông trong khi nó chạy không cần nhiều, nó chạy sao phải không? Còn máy ở 72 đơn giản,
UD bảo đấy bạn mỗi mỗi một các bạn đi chơi để bạn ra đi bằng post thế luôn ba bạn UD hết bằng đấy bạn là xong. Nếu mà đưa vào tay tôi làm chắc chỉ khoảng nửa ngày là xong. Ờ thì bây giờ còn nửa tháng mới làm đi. Nhanh lên. Ừ. Ừ. Bởi vì rốt này bảo vệ làm sao được? Rốt như này ai cho bảo vệ được? Bảo vệ có cái gì mà bảo vệ? Tự mang máy mình đi mà thi. Được dùng mạng thoải mái. Thích làm gì làm. Đấy, đấy sẽ là bài thi của các bạn. Tôi cho dùng lab nhá. Là bao gồm tất cả bài thi nhá. Không cần phải quay góp nữa đúng không? Có cho dùng mạng nữa nhá. Thích sớt thì sớt nhá. Cho cả dùng bài tập thì tôi chỉ. Nhưng mà thầy không. Bài bình thường làm như bình thường thôi. Thêm sửa xóa thôi. Mà không làm được nữa thì thôi chịu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.